Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có được buổi tập thứ hai trong cái đợt FIFA đây này. Và thưa quý vị, đội trưởng của tuyển quốc gia Việt Nam thì cũng đã được lộ diện rồi, không ai khác đó là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Quan điểm cá nhân của chúng tôi thì rõ ràng là Quế Ngọc Hải vẫn xứng đáng được đeo bằng đội trưởng hơn. Bởi với một đội trưởng trước đây của tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đó là Đỗ Hùng Dũng thì thực tế ra là Hùng Dũng thì có chất lượng chuyên môn là tốt, chúng ta cũng đều thấy. Thế nhưng mà với cái tính cách của Đỗ Hùng Dũng thì tôi nghĩ rằng là cũng không thể hợp với việc là trao băng đội trưởng dành cho Quế Ngọc Hải được. Lý do rất đơn giản thôi. Với trung vệ Quế Ngọc Hải, đây là một cầu thủ mà có sự máu lửa rất lớn, sẵn sàng đứng ra để giải quyết tất cả những cái vụ việc với các đồng đội của mình. Và với một người đội trưởng thì tôi nghĩ rằng cần cái sự máu lửa như vậy. Đó là điều mà chúng ta có thể thấy và có thể so sánh được cái sự khác biệt giữa Đỗ Hùng Dũng cũng như là Quế Ngọc Hải đúng không ạ? Thực tế thì chúng tôi cũng đã gặp Đỗ Hùng Dũng ở ngoài bởi có một số lần thì chúng tôi có vào siêu thị để đi mua sách thì cũng gặp Đỗ Hùng Dũng gặp ở đó. Nhưng mà quả thực là ở ngoài đời thì Đỗ Hùng Dũng cũng khá là hiền, cậu ấy cũng rất là ít nói. Cho nên là tính cách ở trên sân thì có lẽ cũng là như vậy thôi. Thế nên là với câu chuyện vừa qua khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta lựa chọn Quế Ngọc Hải làm đội trưởng thì tôi nghĩ rằng đây là thông tin rất là chính xác và cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ các cổ động viên thôi. Và kính thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm qua ngày mùng 7 tháng 10 khi được đặt một số các câu hỏi thì Quế Ngọc Hải đã có một số những chia sẻ rất đặc biệt liên quan đến Công Phượng và bạn ấy có nói như thế này: "Việc Công Phượng trở về là rất tốt cho bản thân của cậu ấy. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì Công Phượng sẽ nỗ lực tập luyện được ra sân nhiều hơn và sẽ sớm trở lại đội tuyển Việt Nam." Như được biết thì đối với Công Phượng thì cậu ấy chia tay câu lạc bộ Yokohama FC vào khoảng hồi tháng 9 vừa qua và Công Phượng thì đã trở về Việt Nam khoác áo Bình Phước. Trong 2 năm tại Nhật Bản thì Công Phượng chỉ thi đấu vỏn vẹn có 85 phút thôi và tiền vệ người Nghệ An sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu như mà cậu ấy thực sự mong muốn được trở lại đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng có một thông tin rất vui liên quan đến Công Phượng như thế này. Đó là vừa qua sau khi mà chiêu mộ Công Phượng thì câu lạc bộ Bình Phước đã bán sạch vé cả mùa giải chỉ trong vòng có 15 phút thôi. Cụ thể thì đội bóng chủ quản của Công Phượng đã xác nhận thông tin đó như thế này: câu lạc bộ Bình Phước đã chính thức mở bán vé trong mùa giải mới. Toàn bộ số vé của mùa giải 2024-2025 đã bán hết chỉ trong vòng có 15 phút. Và cái số tiền hơn 1 tỷ đồng thu về từ việc bán vé được câu lạc bộ Bình Phước đóng góp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước để giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại sau bão Yagi vừa qua. Đây là một nghĩa cử rất tuyệt vời, thực sự rất cao đẹp. Vé xem các trận đấu của câu lạc bộ Bình Phước rơi vào tình cảnh cháy vé không khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Bởi mặc dù Công Phượng trong khoảng 2 năm vừa qua chơi khá là mờ nhạt, nhưng anh vẫn luôn có được một sức hút rất lớn đối với người hâm mộ. Họ mong muốn được chứng kiến Công Phượng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường quốc nội. Vì tới hiện nay thì với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng tôi chưa nói nhiều vấn đề về mặt chuyên môn mà cái đầu tiên ấy, đó là sức hút đối với các cổ động viên. Chúng ta biết rằng là cấp độ đội tuyển của chúng ta trong thời gian vừa qua, kể cả là các trận đấu thi đấu ở trên sân Mỹ Đình, mọi người đều thấy rằng là cái lượng khán giả đến sân là cực ít, đúng không ạ? Tất nhiên về mặt chuyên môn, về mặt kết quả là điều ai người ta cũng mong muốn là có được một cái kết quả tốt nhất rồi. Thế nhưng mà với sự xuất hiện của những cầu thủ có sức hút đến từ khán giả thì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam nhiều hơn. Bởi một trận đấu mà chúng ta có được nhiều khán giả đến sân hơn thì tôi nghĩ rằng là những cầu thủ họ sẽ thi đấu máu lửa hơn, quyết tâm hơn. Chứ nếu như hiện nay chúng ta thấy rồi là những trận đấu vừa qua trên sân Mỹ Đình chỉ lác đác những khán giả đến sân thôi thì đó sẽ khiến cho động lực thi đấu của những cầu thủ sẽ không thể bằng với việc là chật kín khán giả ở trên sân. Một điều mà tôi tin chắc rằng là nếu như có Công Phượng thì mọi thứ sẽ là khác đi rất nhiều đấy, đúng không ạ? Vì vậy với Bình Phước ở một giải hạng nhất hiện nay thì tôi nghĩ rằng là cái lượng khán giả đến sân có những thời điểm trận đấu chắc chắn còn đông hơn nhiều so với các trận đấu tại V-League. Với Công Phượng thì cậu ấy đã rất thành công khi mà thi đấu tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó thì cậu ấy cũng đã thử sức ở khá nhiều những môi trường từ Hàn Quốc, Nhật Bản rồi là Bỉ, rất nhiều những giải đấu khác nhau. Thế nhưng mà Công Phượng thì có thể nói rằng là chưa có bất cứ một lần nào xuất ngoại thành công cả. Đó là điều mà Công Phượng cũng đã cảm thấy áy náy lăn tăn nhiều sau khi mà trả lời phỏng vấn vừa qua. Cậu ấy biết là bản thân cậu ấy không thành công, nhưng mà cậu ấy tin rằng với những cầu thủ Việt Nam thì cũng cần phải có những cơ hội như vậy.
thì mới mong là bóng đá Việt Nam của chúng ta mới phát triển khi mà chúng ta được có thêm nhiều những cầu thủ được thi đấu ở những nền bóng đá đẳng cấp hơn, đúng không ạ? Tất nhiên Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Bỉ thì sẽ phải là hơn Việt Nam rồi, không thể nói rằng là kém hơn được. Công Phượng về Việt Nam và đương nhiên là mong muốn sẽ có thêm nhiều những cơ hội để ra sân nhiều hơn, được ghi bàn nhiều hơn. Và việc lựa chọn một đội bóng như là Bình Phước ở giải hạng nhất hiện nay là một lựa chọn cũng khá là thú vị và đương nhiên có lẽ là cũng hợp lý thôi. Bởi theo thông tin thì những cầu thủ như là Hoàng Đức hay những cầu thủ như là thủ môn Đặng Văn Lâm thì cũng đến giải hạng nhất để thi đấu rồi. Vì vậy mà không thể nói rằng là giải hạng nhất không có sức hút được. Chắc chắn ở mùa giải năm nay, thậm chí giải hạng nhất còn có sức hút không kém gì so với giải đấu V-League đâu. Còn quay trở lại một chút câu chuyện liên quan đến trung vệ Quế Ngọc Hoài, thì vừa qua cậu ấy cũng có nói rằng cái việc mà Li Băng không đến để thi đấu với đội tuyển Việt Nam thì đó là điều rất là đáng tiếc, không ai mong muốn cả. Hiện nay thì đội tuyển Việt Nam đang rất cần những trận đấu để thử nghiệm những cầu thủ. Nam Định thì là đương kim vô địch của V-League, thậm chí còn đang thi đấu tại đấu trường Champions League, cho nên đá với câu lạc bộ này cũng là điều rất hợp lý. Đó là những gì mà trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải có chia sẻ. Đặc biệt thì trung vệ Quế Ngọc Hải cũng mong muốn và tin rằng là với các cổ động viên Nam Định, đó là những người mà họ rất yêu bóng đá. Thế nên Quế Ngọc Hải cũng rất mong muốn rằng sẽ có rất nhiều những sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các cổ động viên bóng đá Việt Nam đến để ủng hộ cho đội tuyển thi đấu thật tốt với đội tuyển Ấn Độ ở trong thời gian tới. Còn kính thưa quý vị và các bạn, là cũng có một điều đặc biệt như thế này, chắc chắn gần như là đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với cả Nguyễn Xuân Son trong trận đấu với Nam Định diễn ra vào ngày mai, ngày 9 tháng 10. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Nam Định sẽ được tổ chức đá kín, sẽ không có các phóng viên và tất nhiên thì cũng sẽ không có người hâm mộ để theo dõi trận đấu này. Người hâm mộ thì có lẽ rằng cũng chỉ cập nhật về mặt kết quả sau khi trận đấu nó kết thúc mà thôi. Và đương nhiên cuộc gặp gỡ giữa đội tuyển Việt Nam với Nguyễn Xuân Son của Nam Định đó là một điều mà chúng ta rất mong chờ. Bởi hiện nay thì Nguyễn Xuân Son đã có được quốc tịch Việt Nam vào tháng 9 năm 2024. Nhưng theo quy định của FIFA, do anh không mang dòng máu Việt Nam cho nên là cần phải sinh sống đủ 5 năm liên tiếp ở giải đất hình chữ S thì mới có thể đá cho đội tuyển quốc gia Việt Nam được. Do đó là cầu thủ này thì chỉ có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam từ tháng 2 năm 2025 và khả năng cao thì Nguyễn Xuân Son cũng không thể tham dự kỳ AFCUP 2024 được. Ngoài ra theo Kim Sang Sik đang rất mong muốn rằng là với câu lạc bộ Nam Định họ sẽ thi đấu với đủ 8 ngoại binh. Bởi hiện nay về cơ bản thì những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đang có trong đội hình của Nam Định rồi. Cho nên những Văn Toàn, những Hồng Duy hay là Văn Vũ sẽ không thể có được sự phục vụ của những cầu thủ này. Nhưng mà khi khẳng định lại một điều rằng là với 8 cầu thủ ngoại binh có ở trong đội hình thì câu lạc bộ là Nam Định sẽ vẫn là đội bóng rất mạnh thôi. Đó là điều mà họ đã thể hiện được sức mạnh của mình tại đấu trường ở giải Đông Nam Á vừa qua khi mà khiến cho nhiều đội bóng kể cả của Thái Lan cũng đã cảm thấy cực kỳ chật vật. Thế nên hiện nay với việc là Raphael Sơn cùng với khoảng 7 cầu thủ ngoại binh của Nam Định đối đầu với đội tuyển Việt Nam thì đây cũng đều là một trận đấu rất chất lượng dành cho đoàn quân của ông Kim Sang Sik để ông ấy có thể kiểm tra được năng lực của những cầu thủ rồi mức độ phù hợp của tất cả những cầu thủ như thế nào và đặc biệt màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son liệu rằng có phù hợp với đội tuyển Việt Nam ở trong thời gian tới hay không mà thôi. Thời gian gần đây thì tiền đạo gốc Brazil chơi cũng không quá xuất sắc bởi sau khi mà có quốc tịch Việt Nam thì anh mới chỉ có được một bàn thắng tại cúp C2 ở châu Á và chưa thể bùng nổ tại V-League được. Thi đấu với Nam Định được xem như là một biện pháp chữa cháy của đội tuyển Việt Nam ở trong thời gian của FIFA đây. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn đánh giá rằng đây là một trong những phương án rất là tuyệt vời dành cho đội tuyển Việt Nam để chúng ta tìm kiếm đánh giá về mặt bộ khung tốt nhất dành cho đội tuyển. Còn cái vấn đề của đội tuyển Việt Nam hiện nay thì vẫn là vấn đề ở vị trí tiền đạo thôi, bởi chúng ta cũng đang rất mong chờ Nguyễn Xuân Son sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, thế nhưng mà theo quy định của FIFA thì vẫn chưa thể được. Còn hiện nay thì một sự trở lại rất đặc biệt của đội tuyển Việt Nam đó chính là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Người ta vẫn luôn luôn khẳng định rằng Văn Quyết là một cầu thủ đẳng cấp thi đấu tại V-League. Thế nhưng mà trong 7 năm vừa qua, tròn 7 năm rồi thì Văn Quyết vẫn chưa thể có được bất cứ một bàn thắng nào dành cho đội tuyển Việt Nam cả. Bởi lần gần nhất mà Văn Quyết ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam đó là bàn thắng vào lưới của đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ của vòng loại Asian Cup 2019 khi mà chúng ta thắng Campuchia với tỷ số 5-0. Ở sân chơi AFCUP thì Văn Quyết đã có 2 kỳ AFCUP không ghi bàn vào các năm mà cậu ấy được triệu tập lên đội tuyển, đó là năm 2018 và 2022.
Văn Quyết thì ra sân tổng cộng 8 trận ở hai kỳ AFF Cup này, và bàn thắng gần nhất cho Văn Quyết tại kỳ AFF Cup đó là trận đấu với Indonesia suốt từ năm 2016 đến nay. Và tính các trận đấu giao hữu thì tiền đạo Văn Quyết ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 1-0 tại sân Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. Văn Quyết thì cũng ghi một bàn trong trận đấu mà Việt Nam thắng Ấn Độ với tỷ số 3-0 tại sân Thống Nhất. Thế nhưng đó đều là những trận đấu giao hữu thôi. Còn tính ở trận đấu chính thức thì như cho tôi có chia sẻ rồi là đã tròn 7 năm, Văn Quyết chưa có bàn thắng nào dành cho đội tuyển Việt Nam cả. Nhưng hy vọng rằng với sự trở lại lần này, khi mà sắp bước sang cái sườn dốc bên kia của sự nghiệp thì biết đâu đó thì Văn Quyết cũng lại tiếp tục bùng nổ giống như những gì mà tiền đạo Anh Đức đã đền đáp dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở kỳ AFF Cup 2018 khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta lên ngôi vô địch thì sao, phải không ạ? Còn tới đây thì bản tin của chúng tôi Bóng Đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo.